Dạ, xin kính thưa quý vị khán giả, chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với kênh tin tức của Hiếu Fan Vlog. Trước khi vào nội dung, cho Hiếu gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị cùng với gia đình của mình. Lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc ạ. Dạ, xin thưa quý vị khán giả, đến với nội dung trong buổi sáng hôm nay thì Hiếu cập nhật một thông tin cũng rất là nóng, rất là hot, cũng được đăng nổi trên mạng xã hội thưa quý vị và được dư luận quan tâm rất là nhiều về cái câu chuyện này. Đó là câu chuyện của Khoa Búp và Johnny Đặng. Thì trong cái câu chuyện này, cái buổi livestream gần đây nhất thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã lên tiếng và nói về cái ông Johnny Đặng, cũng như là trả lời một câu hỏi của một số vị khán giả ủng hộ bà Nguyễn Phương Hằng. Chắc có lẽ đây là một trong những khán giả là fan hâm mộ đặc biệt của Khoa Búp. Thì cho Hiếu xin hỏi là quý vị khán giả đang xem kênh của Hiếu có ai là fan của Khoa hay không ạ? Thì xoay quanh cái câu chuyện này, không riêng gì bà Nguyễn Phương Hằng mà ngày 3 tháng 12 thì nhân chứng sống không ai khác chính là Vương Phạm cũng đã lên một cái video clip đăng đàn để nói rõ cái sự việc có liên quan giữa hai con người này, thưa quý vị. Thì trước tiên là cho Hiếu được trình bày với vị trong cái buổi livestream mới nhất mà có một số vị khán giả nói với bà Nguyễn Phương Hằng về cái việc mà giải cứu Khoa Búp. Thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng rất là bất ngờ khi mà được hỏi câu hỏi này và bà liền lập tức cũng nhắc đến ông Johnny Đặng. Cụ thể là trong cái buổi livestream đó, bà nhận rất là nhiều câu hỏi có liên quan đến cái vụ việc trên. Thì bà nói là ông Johnny Đặng này nhìn mặt tôi không có cảm tình. Ông đó tôi nhìn mặt là tôi thấy không có ưa, nó thấy cái gì đó nó gian gian, thưa vị. Còn cái việc mà giải cứu Khoa Búp á, thì bà Nguyễn Phương Hằng nghĩ như thế nào? Thì bà nói là giải cứu hả? Cô ở bên đây làm sao mà giải cứu được ở bên Mỹ? Giải cứu bằng cách nào? Mọi người đang xót xa cho bạn ấy đúng không? Nhưng mà bạn ấy đang ở nước Mỹ, bạn ấy có pháp luật ở Mỹ, các bạn không cần phải lo. Đó là câu trả lời của bà Nguyễn Phương Hằng đó, thưa vị. Thì như vị cũng đã biết, thời điểm hiện tại thì nữ đại gia này đang oanh tạc mạng xã hội rất là dữ dội. Và đặc biệt là bà còn khoe luôn cái bộ sưu tập kim cương hàng chục tỷ của mình, không có đối thủ ở Việt Nam, thưa vị. Thì qua cái độ giàu có của bà thì cũng được cư dân mạng đem ra so sánh với cái độ giàu có của Johnny Đặng. Đó. Thì có người còn cho rằng là Johnny Đặng là một thợ kim hoàn nổi tiếng, từng chế tác cho nhiều ngôi sao xứ sở gờ qua. Nhưng mà thực ra nếu tiến hành đặt hai cái tên này cạnh nhau thì cũng hơi có một sự khập khiễng, vì một người mua và một người bán. Thì chúng ta biết Johnny Đặng làm và bán, còn bà Nguyễn Phương Hằng mua và xài, đúng không ạ? Thế nhưng để nói một cách chân thành thì cả hai người này đều gây ấn tượng đặc biệt vì có sở thích không phải là dạng vừa đối với những viên kim cương lấp lánh. Đó, đó là những vị khán giả mà đang so sánh bà Nguyễn Phương Hằng đối với Johnny Đặng về cái độ giàu có. Thì như quý vị cũng đã biết, bà Nguyễn Phương Hằng từng khoe tài sản của mình lên đến 500 đến 700 triệu đô, thậm chí là 1 tỷ đô nữa, thưa vị. Đó là những gì mà bà Nguyễn Phương Hằng đã từng nói. Đó, thì bà cũng đã từng nói là mỗi lần tôi xuất hiện thì sẽ có một bộ trang sức khác, kim cương của tôi đến hàng ký, tất cả các hiệu kim cương nước ngoài đều biết mặt tôi hết. Đó, tôi đi những chiếc xe sang 40 đến 50 tỷ, đó, có đến vài chiếc là chuyện bình thường. Đó, tôi ở bao nhiêu căn nhà mặt tiền, sổ đỏ nào là cân cả ký, nhưng tôi chưa bao giờ đem điều đó ra để mà tự hào. Đó, thì đây thì sau khi mà khán giả nghe được những gì mà bà tuyên bố á, thì có người nói là đây là chỉ là thánh nổ mà thôi. Chứ thật sự thì bà hứa rất nhiều và thất hứa cũng rất là nhiều. Trong những cái việc mà nghệ sĩ nói là sao kê từ thiện thì bà sẽ cho 50 tỷ. Đó là câu chuyện của Trấn Thành đó, thưa vị. Bà hứa cho miền Trung là 200 tỷ đồng. Nhưng mà thật sự thì có cho đâu. Hiện tại thì miền Trung mưa bão lũ lụt. Ta nói sống không yên. Đó, mà ăn không no, ngủ không được. Dân miền Trung hiện tại thì đang rất là khó khăn và khổ khổ, thưa vị. Và họ cũng kêu gọi tên của chị Hằng mỗi ngày, nhưng mà chưa thấy là chị Hằng ủng hộ miền Trung. Đó, thì họ đặt cho chị Hằng là tiền nổ, rồi là chị hai nổ, thánh nổ các kiểu, thưa vị.
Đó thì qua cái nội dung trong video này, Hiếu nói với quý vị là bà Nguyễn Phương Hằng có giải cứu Khoa Búp được hay không? Thì bà Hằng nói là không thể nào giải cứu được. Khoa Búp đang sống ở Mỹ, còn chị ở Việt Nam thì làm sao mà giải cứu được? Khoa Búp sống ở Mỹ, có luật pháp của Mỹ, cho nên là mọi người hãy yên tâm đi. Đó, bà cũng trấn an fan của Khoa Búp là như vậy đó thưa vị. Thì trở lại với câu chuyện của Khoa Búp và Johnny Đặng. Mấy ngày vừa qua thì nó cũng gây rất là ồn ào xôn xao ở trên mạng xã hội, và đây cũng là một chủ đề mà được dư luận bàn luận gươm gã nhất. Đó thì quý vị cũng đã biết hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh của hai con người này nó cũng hoàn toàn trái ngược nhau thưa quý vị. Nhưng mà điều đặc biệt là hai người này đã gặp gỡ trên đất Mỹ và cùng nhau kết bạn và cùng nhau làm rất là nhiều vlog, và đặc biệt là review tất cả những thú vui xa xỉ, ăn uống, đi du lịch cũng như là khám phá văn hóa của nước Mỹ. Đó, thì Hiếu cũng có xem qua những cái video clip mà Khoa đăng tải, thì mình cũng là một trong những fan hâm mộ của Khoa thưa quý vị. Nhưng mà điều đáng tiếc thay, tình bạn của hai người này nó không có tồn tại được lâu, và nó đã kéo theo hàng loạt cái sự ồn ào và nhiều cái bất ngờ đằng sau cái câu chuyện lừa đảo của Johnny Đặng. Như quý vị cũng đã biết là một trong những nguyên nhân khiến cho Khoa Búp và Johnny Đặng nghỉ chơi với nhau là xuất phát từ cái công việc làm ăn đồng tiền coin DBZ đó của Johnny Đặng thưa quý vị. Đó thì sau khi mà giữa hai con người này cơm không lành canh không ngọt, thì Johnny Đặng mới lên trên các cái mặt báo để mà nhắn nhủ với Pha là nên biết giữ chữ tín, hứa cái gì thì chắc ăn cái đó, không thì đừng hứa, không thì ngồi yên mà chịu trận. Sau khi mà nghe được những gì mà Johnny Đặng lên trên các mặt báo tố cáo mình như vậy, thì ngày 1 tháng 12 thì Khoa cũng đã lên trên mạng đăng đàn một cái video clip để mà nói rõ cái sự việc và tố Johnny Đặng lợi dụng mình, lợi dụng niềm tin của mình để mà chiếm đoạt số tiền của mình lên đến hơn 30 tỷ đồng, cụ thể là 34,5 tỷ đồng thưa quý vị. Và sau đó thì quý vị cũng đã biết là Johnny Đặng cũng ra hai ba cái video clip để mà giải thích về những cái vấn đề mà lùm xùm, những cái ẩn khuất đằng sau cái việc kinh doanh đồng tiền ảo với Khoa. Tuy nhiên thì Johnny Đặng giải thích như thế nào đi chăng nữa thì vẫn bị cư dân mạng, đặc biệt là fan của Khoa công kích gay gắt, và thậm chí là còn hứng chịu một cái làn sóng tẩy chay cực mạnh ở trên mạng xã hội nữa thưa vị. Thì người thứ ba cũng đã lên tiếng, và đây là một trong những nhân chứng sống hiểu rõ hơn trong cái việc làm giữa Johnny Đặng và Khoa Búp. Đó thì cái phi vụ bạc tỷ này cũng đã chính thức là moi móc ra, mà Vương Phạm thì đứng về phía của Khoa thưa vị. Thì Vương Phạm còn mỉa mai gọi cái tiệm mà kinh doanh hột sòn của Johnny Đặng á, với một cái tên khá là trìu mến và cũng rất là dân dã, đó là cái tên quán đá bào mà Vương Phạm đặt cho cái tiệm hột sòn kim cương của Johnny Đặng thưa vị. Và Vương Phạm còn cho biết thêm là Johnny Đặng là một con người sống bội bạc, bất chấp mọi thứ để mà kiếm tiền. Đồng thời còn xác nhận thông tin là Johnny Đặng đe dọa tính mạng của Khoa Búp là hoàn toàn có thật đó nha quý vị. Đó, đó là những gì mà Vương Phạm đã chứng kiến và đã nghe, đã thấy. Cho nên là anh mới dám tuyên bố như vậy đó thưa vị. Thì nói riêng về Khoa Búp thì Vương Phạm cũng cho rằng Khoa Búp là một người sống rất là sòng phẳng, tình nghĩa. Anh thừa nhận là nhờ sức ảnh hưởng của Khoa nên cái nguồn khách mà tăng trưởng đối với công ty của anh rất là chóng mặt. Đó, hoạt động kinh doanh nó cũng tăng lên, và cái làng mà và cái sự phủ sóng của công ty của anh nó cũng lớn lên mạnh rất là nhiều. Thưa vị, thì lật lại cái câu chuyện mà ngày mà Johnny Đặng đến đòi tiền của Khoa đó là cái ngày 3 tháng 10 năm 2021, khi mà Johnny Đặng đến nhà của Vương Phạm tại Houston, Texas của Mỹ. Thì sau khi mà Vương Phạm thấy Johnny Đặng đến đòi tiền của Khoa với số tiền là 30 tỷ đồng, thì Vương Phạm cũng rất là bất bình và lên tiếng đòi lại cái số tiền đó cho Khoa. Nhưng mà cuối cùng thì không có đòi được thưa vị. Và Vương Phạm còn cho biết thêm Johnny Đặng đến đòi Khoa 30 tỷ đồng như vậy á, thì Khoa chuyển tiền luôn lúc đó luôn thưa vị.
Khi mà chuyển tiền xong á, thì Johnny Đặng liền trở mặt, đòi trả lại cho Khoa 100.000 đô, rồi lấy 1,5 triệu đô, thưa vị. Ông này khôn lỗi đúng không ạ? Nhưng mà Vương Phạm nói là anh nên trả tiền cho Khoa đi, nếu không á thì Khoa sẽ lên mạng bóc mẽ cũng như là làm cho cái việc làm ăn của anh điêu đứng đó. Thì ông Johnny Đặng này đâu có chịu, thưa vị. Thì ông Johnny Đặng nói là mình không có phải là chủ của cái đồng coin DBZ, thưa vị. Thì sau khi mà nghe ông Johnny Đặng nói như vậy thì Farbet và Vương Phạm rất là bất ngờ đó. Và sau đó thì ông ta hẹn ngày mai sẽ chuyển lại số tiền đó cho Khoa, nhưng mà sáng hôm sau thì Johnny Đặng chỉ đưa lại cho Khoa là 4 triệu coin thôi, và phán một câu sanh gờn như thế này, nói là nó ăn nhiêu đó chưa đủ hả. Sau khi mà nghe cái câu mà nó ăn nhiêu đó chưa đủ hả thì Vương Phạm rất là bất bình và bảo là ông Johnny Đặng là phải trả lại cho Khoa là 6 triệu coin đi, chứ không phải là 4 triệu coin, là phải là 6 triệu coin nữa, thưa quý vị. Đó thì cái ông Johnny Đặng này ông dễ gì mà ông chịu món gọi là cái gì, một cái món mồi rất là béo bở đúng không ạ, anh ta là lụm hết liền chứ làm sao mà trả lại đúng không quý vị, làm cho dư luận rất là bất bình và đặc biệt là fan của Pha rất là bất bình. Thì lúc đó thì quý vị cũng biết là Khoa không có nói thêm một lời nào nữa hết á, và ngay lập tức bỏ về New York luôn. Thì Vương Phạm còn an ủi Khoa là Khoa đừng có lo, tôi sẽ tìm cách đòi tiền lại cho Khoa, tôi nói chuyện với ông Johnny Đặng là sẽ trả tiền luôn cho Khoa, để không á thì Khoa sẽ bóc phốt ông Johnny Đặng. Sau khi mà nghe thông tin là Khoa bóc phốt mình đó ở trên mạng xã hội đó, thì ông Johnny Đặng liền lên tiếng và nói như thế này nè quý vị, nói là thằng Khoa dám làm vậy thiệt hả, nó biết nó đang ở đâu không mà dám làm như vậy, nó làm gì động đến đồng tiền ảo, tụi Mỹ sẽ kiếm nó xử. Ây chà, nghe rất là sốc đúng không ạ? Khi mà Vương Phạm nghe cái câu nói đó của Johnny Đặng á thì anh ấy hoàn toàn sốc toàn tập, thưa vị. Thấy kỳ quá, Pha là người đầu tư mà bị lừa tiền, còn bị hăm dọa, còn bị xử như thế này thế nọ thì rất là bất bình. Tôi thấy tình hình này không ổn rồi, nhờ Khoa mà ông ta mới được biết đến, nhưng ông ta không những không biết ơn mà còn quay lại chơi Khoa. Chắc ông ta nghĩ Khoa ở Mỹ thân cô thế cô nên lợi dụng cóp tiền và đe dọa Khoa. Đó là những gì mà Vương Phạm kể đó, thưa vị. Thì quý vị cũng đã rõ là cái thông tin này mấy ngày gần đây á, nó cũng rất là xôn xao ở trên mạng xã hội, thưa vị. Không những là Vương Phạm cũng đã lên tiếng bênh vực Khoa, mà bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã lên tiếng bênh vực Khoa, nhưng mà bà Nguyễn Phương Hằng cũng bất lực về cái việc mà giải cứu Khoa, bởi vì bà cho rằng Khoa đang sống ở nước Mỹ, có pháp luật Mỹ thì không có gì phải lo. Còn cái việc mà rõ ràng ở đây mà chúng ta muốn nói đó là cái việc mà ông Johnny Đặng này lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Khoa, bởi vì Vương Phạm lên tiếng thì chúng ta đã hoàn toàn tin tưởng đây là sự thật, và những lời đe dọa của ông Johnny Đặng cũng được Vương Phạm khẳng định một điều rằng đó là hoàn toàn thật luôn, thưa vị. Đó thì những ai mà fan của Khoa chắc cũng đang lo lắng và quan tâm cho cái sự việc này đúng không ạ? Dạ, xin kính thưa quý vị khán giả, đó cũng là nội dung trong cái video ngày hôm nay. Quý vị thấy nội dung này như thế nào, câu chuyện này như thế nào? Rất mong là quý vị khi xem tiện tay để lại bình luận, cũng như là đăng ký kênh, bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất mà Hiếu chia sẻ cho quý vị được biết. Và đặc biệt nữa là để lại một like để ủng hộ cho kênh của Hiếu ngày càng phát triển hơn nữa à. Một lần nữa cuối video, Hiếu xin kính chúc cho tất cả quý vị khán giả cùng với gia đình của mình lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ cho Hiếu xin kính chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị ở trong những video mới nhất. Bye bye, I love you all and see you next time.